Kylian Mbappe là một cầu thủ xuất chúng. Arsenal phải mở cuộc đàm phán chiêu mộ cậu ấy ngay lập tức. Nếu muốn trở thành đội bóng xuất sắc nhất, chúng tôi sẽ cần những tài năng xuất chúng như Mbappe. Đó là điều đương nhiên. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã nói như vậy trong buổi họp báo trước trận đấu Burnley gặp Arsenal cuối tuần vừa qua. Một phát ngôn có lẽ cũng đã khiến cả những ai yêu mến Arsenal nhất cũng phải sửng sốt. Mbappe khoác lên mình màu áo đỏ trắng của pháo thủ thành London. Một viễn cảnh đẹp, nhưng những điều đẹp đẽ thì thường chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Đã từ rất lâu rồi, Arsenal chưa từng sở hữu một ngôi sao tấn công ở đẳng cấp hàng đầu, thậm chí đứng nhất thế giới đến như vậy. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định pháo thủ phải đàm phán chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2018 bằng mọi giá. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn tuyên bố rằng đội bóng của ông có đủ sức hút đối với Mbappe. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được chơi cho Arsenal. Trong quá khứ, tất cả các cầu thủ đều tỏ ra hứng thú mỗi khi được Arsenal đàm phán chiêu mộ, bởi vì không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn và sự vĩ đại của Arsenal. Cứ cho là sức hút của Arsenal đủ sức thuyết phục Mbappe về với sân Emirates, nhưng còn tiềm lực tài chính của họ thì sao? Thật bất ngờ, với tiềm lực tài chính của Arsenal hiện tại, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc chiêu mộ siêu sao nước Pháp. Không đùa đâu. Muốn biết thực hư ra sao, quý vị khán giả hãy theo dõi hết video này. Nhưng trước đó, đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo trên kênh nhé. Tương lai của Kylian Mbappe đang là chủ đề thu hút rất nhiều giấy mực của báo chí phương Tây trong thời gian qua. Ngay sau khi PSG tuyên bố họ sẽ chia tay ngôi sao người Pháp vào cuối mùa giải này, cuộc đua trên bàn đàm phán thực sự bắt đầu. Thực chất, Mbappe đã gây rối loạn nội bộ trong lòng đội bóng thủ đô nước Pháp từ hè năm ngoái khi đòi ra đi sau khi mùa giải năm nay kết thúc mà không tiếp tục gia hạn. Ưu tiên hàng đầu của Mbappe vẫn luôn là gia nhập bến đỗ mơ ước Real Madrid. Ý định của tiền đạo này là hoàn tất hợp đồng với PSG trước khi ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè 2024. Tuy nhiên, PSG không chấp nhận động thái này vào thời điểm đó. Họ ra thời hạn chót ngày 31 tháng 7 cho tuyển thủ Pháp để quyết định gia hạn hợp đồng hoặc bị bán. Nếu Mbappe không gia hạn hợp đồng, chúng tôi sẽ buộc phải bán cậu ấy. PSG không muốn để mất trắng cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi tuyên bố. Giữa bối cảnh đó, Mbappe còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghĩ chơi cho PSG không giúp được gì nhiều vì đó là một đội bóng toàn sự chia rẽ. Đây là một trong những câu nói đáng chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn giữa Mbappe và tạp chí France Football hôm 8 tháng 7 năm 2023. Mối quan hệ giữa chân sút người Pháp và PSG dường như đã đổ vỡ kể từ thời điểm đó. Truyền thông Pháp cho biết, 6 cầu thủ PSG được cho là rất bất bình và phàn nàn với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi với cách hành xử của Mbappe. Từ chỗ là ngôi sao được cưng chiều, tiền đạo người Pháp tự biến mình thành kẻ gây rối trong mắt dư luận và ban lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Khi bàn đến lý do chân sút người Pháp muốn ở lại PSG đến hết mùa bóng 2023-2024, dư luận nghiêng về khả năng Mbappe muốn bỏ túi khoản tiền thưởng trung thành lên tới 80 triệu euro, chứ không phải để gắn bó với kế hoạch thể thao hấp dẫn tại PSG. Sau cùng, cả hai xuống nước, Mbappe tiếp tục ở lại thành Paris ở mùa giải năm nay. Nhưng vài ngày trước, anh và PSG đã chính thức tuyên bố đường ai nấy đi sau khi kết thúc mùa giải năm nay, đúng theo nguyện vọng của chân sút người Pháp. Như vậy là Mbappe sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhìn vào bình diện châu Âu lúc này, không có quá nhiều đội bóng có cơ hội sở hữu nhà vô địch thế giới năm 2018. Người muốn có bến đỗ mới, nhiều tiền bạc lẫn danh hiệu. Người ta loại bỏ ngay được Bayern Munich khi đội bóng này đã sở hữu Harry Kane. Tại La Liga, Real Madrid là câu lạc bộ duy nhất đủ khả năng theo đuổi thương vụ này. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cũng đánh giá Real Madrid có tiềm lực tài chính đủ tốt để trả lương cho Mbappe. Tôi không biết chi phí của thương vụ Kylian Mbappe, nhưng trong mọi trường hợp, Real Madrid có tình hình tài chính tuyệt vời. Họ chưa bao giờ làm những điều điên rồ trong những năm gần đây, Tebas nói. Dĩ nhiên, Bernabeu luôn là bến đỗ mơ ước với cậu bé vàng nước Pháp. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho rằng chủ tịch Florentino Perez không muốn phá vỡ cấu trúc lương và sự cân bằng của đội bóng chỉ vì một cá nhân. Chưa kể, tại Real Madrid hiện tại thì còn có một ngôi sao trăm củ khác là Jude Bellingham, bên cạnh người đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc trong đội hình lẫn phòng thay đồ, đó là Vinicius Junior. Ở Premier League, người ta có thể loại bỏ Man City khi câu lạc bộ này đã có Erling Haaland. Man United thì quá bất ổn và Mbappe sẽ không mạo hiểm tương lai của mình ở đây. Liverpool và Arsenal có lẽ sẽ là hai câu lạc bộ đủ khả năng ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Liverpool gặp bất lợi nhiều hơn đối thủ cạnh tranh đến từ thành London. Theo 90 phút,
Liverpool hiện có quỹ lương là 429 triệu euro trên một năm, cao thứ 5 tại châu Âu. Trong khi đó, Arsenal có quỹ lương thấp hơn rất nhiều, cụ thể là 270 triệu euro. Mức lương mà Mbappe đòi hỏi là rất cao, hoàn toàn có thể khiến Liverpool bị luật CBTC, FFP sờ gáy. Như vậy, ngoài Real Madrid ở La Liga, Arsenal bỗng nổi lên như một bến đỗ tiềm năng tại Premier League, nơi Mbappe có thể trực tiếp đối đầu Haaland, tạo nên cuộc chiến siêu kinh điển mới sau kỷ nguyên của Messi và Ronaldo. Được biết, tuyển thủ Pháp ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng mà Mikel Arteta đang tạo ra ở Stade Brest. Chân sút sinh năm 98 cũng đặt tham vọng vô địch Premier League, như chính tiền đạo này thừa nhận. Nếu không phải gia nhập Real Madrid thì mong được đầu quân cho huấn luyện viên Mikel Arteta. Ngoài ra, nếu đến Emirates, danh tiếng của Mbappe phần nào được gột rửa bởi pháo thủ thành London đang ngày càng ghi điểm trong lòng người hâm mộ bằng đội hình trẻ trung, tài năng, lối chơi đẹp mắt, hấp dẫn và sự hồi sinh ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu Mbappe đưa Arsenal đến các danh hiệu, mọi xì xào về tiền đạo này lập tức bị chìm vào quên lãng. Ở chiều ngược lại, những gì Arsenal thiếu, Mbappe đều có. Pháo thủ thành London thừa tài năng trẻ nhưng thiếu một tiền phong đẳng cấp thế giới. Mbappe là ngôi sao tấn công đẳng cấp nhất hiện nay. Arsenal có nhiều cầu thủ ngoan ngoãn, hiền lành, dễ mến, nhưng một đội bóng cần sự hiện diện của cả mẫu cầu thủ hãnh tiến và có phần trí trá. Độ lọc lõi của tiền đạo người Pháp càng không phải bàn. Huấn luyện viên Arteta thiếu một trung phong ghi bàn hiệu suất cao và biết tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus hay Bukayo Saka đang có phong độ tốt, nhưng lối chơi của ba chân sút này đều thiên về cá nhân, quấy rối hàng thủ đối phương là chính. Eden Ketia dứt điểm tốt nhưng phong độ thiếu ổn định, chưa chắc đã có vị trí lâu dài. Tương tự trường hợp của Ashley Maitland-Niles. Trong khi đó, Kylian Mbappe nghiễm nhiên đáp ứng cả hai yêu cầu của huấn luyện viên Mikel Arteta đối với vị trí trung phong. Ngoài ra, sức hút của Arsenal sẽ tăng đáng kể với sự hiện diện của ngôi sao nước Pháp. Chưa kể câu chuyện đầy hấp dẫn về cuộc đua tranh trực tiếp giữa Mbappe và Haaland. Tình hình tài chính của Arsenal đang được cải thiện rất nhiều sau đại dịch. Năm 2021, họ lỗ 148,6 triệu euro. Năm 2022, báo cáo tài chính cho thấy pháo thủ kinh doanh tốt hơn và chỉ lỗ 54 triệu euro. Năm 2023 cũng tương tự khi Arsenal lỗ 60 triệu euro. FFP, luật công bằng tài chính, sẽ được tính khấu hao theo năm và các chi phí từ chuyển nhượng và tiền lương thưởng. Như vậy, người ta chỉ cần hình dung rằng khi chi 105 triệu bảng cho Declan Rice kèm theo mức lương 250.000 bảng trên một tuần, Arsenal sẽ tự động cộng thêm 34 triệu bảng, tương đương 39 triệu euro vào năm tài khóa tiếp theo. Vì thương vụ Mbappe sẽ không kèm theo phí chuyển nhượng, Arsenal chỉ phải trả tiền lương cho cầu thủ này. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ, Real Madrid mới đây đã từ chối mức lương 60 triệu euro trên một năm mà gia đình Mbappe yêu cầu, tức là tăng gấp đôi so với mức lương hiện tại. Họ chỉ chấp nhận trả 30 triệu euro trên một mùa cho ngôi sao người Pháp, tương đương là 625.000 euro trên một tuần, 354.000 bảng trên một tuần. Về lý thuyết, Arsenal có thể trả mức lương này cho Mbappe, vì Mbappe là cầu thủ tự do bởi họ có quỹ lương khá trống. Chưa kể, vào mùa hè sắp tới, Arsenal sẽ đẩy đi một loạt cầu thủ Jorginho, Mohamed Elneny và thậm chí cả Thomas Partey được cho là sẽ rời khỏi Emirates. Đây là những người cao tuổi và hưởng lương tương đối cao tại Arsenal. Chưa kể, nếu Mbappe đến, Gabriel Jesus và cả Eden Nketiah có thể bị đẩy đi để cân bằng tài chính. Hai người này có thể giúp Arsenal có ngay khoảng 70 triệu bảng tiền mặt, kèm theo quỹ lương chống đi khoảng 13 triệu bảng. Trong lịch sử, Arsenal chưa từng trả ai quá 400.000 bảng trên một tuần. Tuy nhiên, với tham vọng của gia đình Kroenke, đây là lúc thích hợp để Arsenal kích nổ quả bom lớn nhất trong 3 thập kỷ đã qua. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục Mbappe gật đầu với dự án của câu lạc bộ. Xem ra, viễn cảnh Mbappe khoác lên mình màu áo đỏ trắng của pháo thủ thành London không phải là điều hoang tưởng. Hãy cùng chờ xem liệu sẽ xuất hiện một cuộc chiến siêu kinh điển mới giữa lòng ngoại hạng Anh khi Mbappe khoác áo Arsenal đối đầu trực tiếp Haaland khoác áo Man City ở mùa tới hay không nhỉ?